Arsenal chiêu mộ thành công tân binh Alex Lunasen. Trang chủ câu lạc bộ Arsenal xác nhận đội bóng thành London đã chiêu mộ thành công thủ thành Alex Lunasen, câu lạc bộ Lyon. Được biết sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế, Lunasen sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Emirates. Tại Arsenal, Lunasen mặc áo số 13 và sắm vai trò dự bị cho thủ môn số 1 Ben Leon. Lunasen được đem về để thay thế cho thủ môn Emily Martinez, người mới chuyển sang câu lạc bộ Aston Villa. Cầu thủ 25 tuổi người Iceland, tên đầy đủ là Luna Alex Lunasen, gia nhập đội bóng League One vào tháng 7/2018 và đã có 13 lần lên sân cho họ trên mọi đấu trường mùa trước. Giám đốc kỹ thuật Edu chia sẻ với bản hợp đồng mới: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón Alex gia nhập đội hình của chúng tôi. Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy trong một thời gian và qua phân tích, cậu ấy có những đặc tính mạnh mẽ mà chúng tôi tìm kiếm của một thủ môn." Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng hào hứng cho hay: "Chúng tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cho các vị trí và chúng tôi mong muốn thấy Alex mang lại chiều sâu hơn nữa cho vị trí thủ môn." Barca thanh lý hợp đồng, Suarez sắp chuyển sang Atletico. Sau nhiều đồn đoán, rốt cuộc tương lai của Luis Suarez cũng không ở Barcelona khi anh quyết định thanh lý hợp đồng với đội bóng chủ quản và nhiều khả năng sẽ chuyển sang Atletico Madrid. Suarez và Barca đã đồng thuận chấm dứt thỏa thuận giữa hai bên dù còn một năm hợp đồng. Lúc này tiền đạo Uruguay đã là cầu thủ tự do và có thể chuyển tới bất cứ đội bóng nào mình muốn. Bất ngờ ở điểm này không phải là Juventus mà là Atletico Madrid mới là bên đỗ của Suarez. Sở dĩ Atletico Madrid muốn có Suarez bởi anh là một phương án thay thế vô cùng hợp lý cho Álvaro Morata, cầu thủ đang được Juventus theo đuổi gắt gao. Nếu có được Suarez, Atletico sẵn sàng để Morata đến Juventus theo dạng cho mượn 1 năm với phí 10 triệu euro cộng thêm điều khoản mua đất trị giá 45 triệu. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định nửa đó thanh Madrid sẽ chờ tới khi hợp đồng của Morata với Juventus hoàn tất thì mới công bố thương vụ Suarez. Ý tưởng của huấn luyện viên Diego Simeone là rất rõ ràng khi muốn Suarez đã gặp với Costa, qua đó trở thành bộ đôi tiền đạo sắc bén nhưng cũng nhiều thủ đoạn nhất thế giới bóng đá. Arturo Vidal chính thức gia nhập Inter Milan. Cả hai đội bóng Barcelona và Inter Milan đều lên tiếng xác nhận tiền vệ Arturo Vidal đã rời Nou Camp để trở lại Italia khoác áo đội bóng thành Milan. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin những người đứng đầu câu lạc bộ Barcelona muốn cắt giảm mức lương khổng lồ của Vidal khỏi quỹ lương của mình bằng việc chấp nhận để cầu thủ người Chile rời sân Nou Camp với mức phí chuyển nhượng 1 triệu euro. Tối qua Vidal đã đáp chuyến bay tới Italia để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này và chính thức trở lại sân chơi Serie A sau 5 năm kể từ ngày chuyển từ Juventus sang Bayern Munich. Thông tin này cũng được nhà báo thể thao người Italia Fabrizio Romano tiết lộ ngày hôm qua. Arturo Vidal đến Inter, chúng ta cùng chào đón anh ấy. Ngày mai anh ấy sẽ bay đến Milano. Việc Vidal ra đi là một phần của cải tổ lớn của Barcelona. Đội bóng trước đó đã mất Ivan Rakitic, cầu thủ đã chuyển sang đội bóng cũ Sevilla theo dạng chuyển nhượng tự do vào đầu hè. Man City đã thỏa thuận với trung vệ của Sevilla. Man City được cho là đồng ý các điều khoản cá nhân với trung vệ Jude Cowder của Sevilla. Mức phí của thương vụ này dự kiến rơi vào khoảng 60 triệu euro. Tờ Foot Mercato của Pháp tuyên bố rằng cầu thủ 21 tuổi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng ở Pep Guardiola. Tờ báo này cũng nói thêm rằng Man City vẫn chưa chốt được mức phí chuyển nhượng với Sevilla. Câu lạc bộ Tây Ban Nha yêu cầu 60 triệu bảng nhưng Man City mới chỉ đưa ra lời đề nghị 50 triệu bảng. Chênh lệch 10 triệu bảng nhiều khả năng sẽ nhanh chóng được giải quyết và câu đơn sẽ đến Bayern Munich trong vòng 1 hay 2 tuần nữa. Hệ thống phòng ngự nhiều điểm yếu trở thành nguyên nhân chính khiến đoàn quân Guardiola thất thế so với Liverpool ở cuộc đua vô địch Premier League 2019-2020. Do đó để lật đổ The Cop một giải năm nay, nâng cấp hàng thủ là mục tiêu số 1 của đội truyền thân ITH. Rất câu đơ hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho Pep Guardiola trên hành trình giành lại ngôi vương ngoại hạng Anh. Sắp có câu đờ, Man City đồng ý để Alex Garcia đến Barca. Barca đã chấp nhận xuống nước với Man City trong thương vụ chuyển nhượng trung vệ Alex Garcia bằng việc nâng mức phí hỏi mua cầu thủ này lên thành 18 triệu bảng.
sau khi lên tiếp quản băng ghế huấn luyện viên Barca, huấn luyện viên Ronald Koeman đã thực hiện một cuộc đại cách mạng về lực lượng. Chiến lược gia người Hà Lan để Ivan Kitic, Arturo Vidal và sắp tới là Luis Suarez ra đi. Song song với đó, Koeman cũng nhắm đến những gương mặt mới để đem về sân Nou Camp. Ba mục tiêu chính mà huấn luyện viên Koeman nhắm đến trải dài suốt 3 tuyến là Jorginho Wijnaldum, Memphis Depay và Eric Garcia. Tuy nhiên đến lúc này, Barca vẫn chưa có bản hợp đồng nào được hoàn tất. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè 2020 chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là khép lại. Trước tình cảnh này, ban lãnh đạo Barca đang có động thái xuống nước với Man City trong thương vụ hỏi mua trung vệ Garcia. Hồi tháng 8 năm ngoái, đội bóng xứ Catalang đã hỏi mua Garcia với mức phí 14 triệu bảng nhưng đã bị Man City thẳng thừng từ chối và yêu cầu khoản tiền 30 triệu bảng, trong đó 20 triệu bảng là phí chuyển nhượng, còn 10 triệu bảng là phụ phí. Hợp đồng hiện tại của Garcia với Man City chỉ còn đến cuối mùa giải 2020-2021, nhưng nửa xanh thành Manchester sẵn sàng để mất trắng cầu thủ 19 tuổi thay vì xuống nước với Barca. Trước thái độ cứng rắn này của Man City, ban lãnh đạo Barca buộc phải có những động thái xuống nước để có thể sớm mang về tân binh. Wolves sắp đón sao Barca. Sau khi để hậu vệ cánh phải Marahotti chuyển sang Tottenham với giá 14,7 triệu bảng, Wolves sắp lấp đầy khoảng trống do cầu thủ này để lại bằng nhân tố mang tên Nelson Semedo từ Barcelona. Để có được sự phục vụ của Semedo, Wolves sẵn sàng trả cá khổng lồ sức talang, số tiền lên tới 35 triệu bảng, gần tương đương con số 41 triệu bảng mà họ bán Jota cho Liverpool. Theo tờ Guardian, quá trình thương thảo giữa các bên đã tiến triển hết sức thuận lợi. Lý do là bởi Semedo đang bị xem là người thừa từ Nou Camp, trong khi Wolves không ngại chi ra một khoản tiền lớn để sở hữu cầu thủ 26 tuổi người Bồ Đào Nha này. Đáng chú ý, nhà báo uy tín Fabrizio Romano thông qua mạng Twitter đã mạnh dạn xác nhận chắc chắn Semedo sẽ đầu quân cho Wolverhampton trong tương lai gần. Thực tế anh đã đồng ý khoác áo Wolverhampton tới năm 2025 và giờ chỉ còn chờ ban lãnh đạo Barca bật đèn xanh cho ra đi. Dự kiến ngay tuần này Semedo sẽ sang Anh để kiểm tra y tế. Anh nằm trong số những cầu thủ phải nhận vô số lời chỉ trích thời gian qua vì chưa khá tệ khiến Barca chẳng giành được danh hiệu nào ở mùa giải trước. Một trong những màn trình diễn thảm họa nhất của Semedo là trận Barca thảm bại 2-8 trước tay Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League. Milan muốn gia hạn hợp đồng với Çalhanoğlu. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Çalhanoğlu đã được Milan tha thiết mở gia hạn 3 năm cùng mức lương 3 triệu euro mỗi mùa. Cựu cầu thủ Leverkusen hiện là mắt xích vô cùng quan trọng trong sơ đồ 4-2-3-1 của huấn luyện viên Stefano Pioli. Gia nhập Milan hè 2017 với giá kèo 3 năm cùng mức phí chuyển nhượng 23,3 triệu euro. Çalhanoğlu đang trong năm cuối hợp đồng và sẽ ra đi theo dạng tự do vào tháng 7 năm sau. Tuy nhiên nếu ký hợp đồng mới, tiền vệ người Thổ sẽ ở lại San Siro tới tháng 6-2024 và được hưởng lương 3 triệu euro mỗi mùa. Çalhanoğlu đã chật vật trong suốt 2 năm qua ở Milan để tìm chỗ đứng. Khả năng của anh không bao giờ đã phát huy tối đa như ở thời Leverkusen. Nhưng kể từ khi huấn luyện viên Pioli đến vào tháng 10-2019, bước ngoặt trong sự nghiệp Çalhanoğlu tại San Siro cũng đã đến. Tiền vệ người Thổ thực sự thích ứng với sơ đồ 4-2-3-1 của Pioli, mà ở đó anh chơi như một hộ công đích thực, phát huy khả năng dê bóng, chuyền bóng cả ngắn và dài, tạt bóng cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của mình. Bên cạnh đó, kỹ năng sút phạt cũng như khả năng cầm trịch trận đấu, thậm chí cả vai trò tiền đạo thứ hai cũng được Çalhanoğlu thể hiện xuất sắc.